Em ơi, mưa 9 giờ đây, 9 giờ đêm mà bây giờ mấy giờ xem nào. Bây giờ là 10 giờ kém. 10 giờ kém, bác Huy nhá. 10 giờ kém em chốt cho bác Huy con biển 6215 đây nhá. Đây em quay cho bác một vòng. Đây. Có tổ bù gì đi thay đi rồi, có anh đưa cho cái bô mười mấy triệu. Không. Cái tẩu thì trong em, trong hai xe kia có xe nào có tẩu zin không? Trong hai xe kia có là tẩu zin không? Nó có con mua tẩu zin à? Ô, tìm cái tẩu zin đi cho bác ấy. Đây nhá. Tẩu bỏ xe đi mà, xe đi tẩu zin này, xe cho gì đó. Rồi em sẽ tìm tẩu zin cho bác. Đây nhá, bác nhìn đây này. Đó, bác nhìn này. Quay lại một lượt cho bác này. Đồng hồ tất cả quay như chính xác này nhá. Đấy. Cuồng tắc đây này. Bình xăng này. Đây này. Cái này nó mọc này, bác nhìn này. Nó mọc này. Đấy, nó mọc này. Nó mọc để nguyên như này nhá. Còn nếu sau này bác thích, vâng, sau này bác thích như nào vào sau. Đấy. Đây chân trống này. Đấy, chân trống đẹp này. À, chắn xích này. Thụt này. Bình xăng khốp này. Đấy. Dè này, dè thì đẹp rồi này. Dè thì đẹp rồi. Thụt này. Bánh bánh này. Tam na này. Hai đèn này. Sinh nhan này. Tất cả mọi thứ thì có thế nào em tả rồi. Nhưng em quay lại cho bác này, đấy chốt cho bác nhá. Đấy. Rồi. Đổi sang con kia cho bác là như anh em mình thỏa thuận với nhau nhá. Đấy. Nốc đây. Bô đây, cái bô đây. Nha, cái bô này. Rồi. Bô zin nhá, dặn thử cho bác xem này. Dặn này. Dặn này. Để cho bác nghe thật này. Đấy. Đấy, này. Rồi. Ok chưa? Đấy, nói chung là bây giờ là em trả tận nhà bác xong là thừa thiếu bao nhiêu bác anh em mình cứ thế thôi. Vâng. Bây giờ em đi luôn nhá, bác gửi cho em xin cái vị trí nhá, gửi lại cho em vị trí. Gửi vị trí anh, tí nữa anh gửi không? Vâng, ok bác nhá. Em xuất phát đây, không muộn rồi nhá. Đây là cho anh em xem bây giờ là 10 giờ này. 10 giờ đêm này. 10 giờ rồi anh. Rồi 10 giờ rồi. Nhá. Ok nhá, chào bác nhá. Ok. Vâng. Bác cứ yên tâm là kể cả sau này bác thích đổi bất kỳ con nào cũng được mà, bác nhá. Rồi. Vâng bác nhá. Vâng, chào bác. Vâng. Chúc kèo thành công anh em nhá, nửa đêm. Đấy, nửa đêm. Vâng. Giờ đi vào Nghệ An đây. Ok. Ok, gửi bố cái cho chúng trên đây con là gửi cái vị trí. Gửi vị trí. Gửi cho anh cái vị trí nhà em nhá. Ok, xuất phát luôn này. Con chào bác nhá. Vâng, con tắt máy nhá. Rồi. Vâng, con chào bác. Vâng.